Câu vỗ từ vài năm trước, tầm 159. Đi, đi là, đó là sức mạnh quái quỷ gì vậy? Mau né đi. Bước thứ nhất, lực. Đây là sức mạnh cơ thể tuần túy của lục thánh sao? Lực trường tổng sư của tôi là bị tấn công đơn thuần bị đánh vỡ rồi. Chuyện này sao có thể chứ? Vô lý, đúng là vô lý. Chỉ là một quyền sức mạnh cơ thể mà không có bất kỳ một tướng tình nào đỡ được ư? Tiêu tử này, quả thực là một con quái thú đáng sợ. Đây phải làm sao đây? Mới chỉ có một chiếu điện thôi mà chúng ta đã trực tiếp bị đánh đến thảm thương rồi. Tiếp theo, cái người tính đầu hàng sao? Tưởng tính thờ chết chứ không chịu nhục. Các anh em cùng nhau hợp lực, tôi sẽ dẫn đầu. Cương khí hóa thường. Lục Thánh, hãy tiếp chiêu đi. Đồng Thắng Y, tiếp theo là bước thứ hai. Phòng. Cái gì chứ? Đến cái lực trường thì cũng không phá vỡ được. Bọn tôi sẽ giúp anh. Cùng nhau hợp lực phá vỡ phòng ngự của cậu ta. Đừng để chết Lục Thánh quả phạch lối. Lần này, đầu tiên em thấy nhiều tướng tình cùng nhau đối kháng một người như vậy. Sợ chỉ có vợ thánh mới có thể làm được thôi. Lục Thánh như thế này hả chân phải? Đây là hợp lực của các tướng tình mạnh nhất quần khu. Lục Thánh sẽ không sao chứ? Thành công rồi sao? Gì cơ? Đây là đang gài ngứa cho tôi sao? Lý nào Lục Thánh này không chỉ là mâu mạnh nhất mà còn là thuẫn cung mạnh nhất ư? Điều này sao có thể chứ? Tiếp theo là bước thứ ba, khí. Đây là dị khí hóa hình. Cậu ta đã mạnh đến mức mà có thể ngưng tụ ra tự thân bản thân chỉ dựa vào khí ư? Ây da, khí huyết này phải là lực chiến đấu của bao nhiêu chưa? 30 sao, 40 sao hay là 50 sao? Căn bản là không thể nào đoán ra được. Vậy Đông Thắng Y à, tất cả tướng tính còn lại vậy mà đã bị gục hạ hết rồi. Sao lại như vậy? Thứ 4 là kỹ. Hả? Khốn kình. Dạ. Dạ. Đông Thắng Y, như thế này anh đã cảm thấy đủ chưa? Xem ra anh đã không nghe thấy gì rồi. Một quyền miểu sát đại tùng. Đây là tứ cảnh quyền pháp. Cái gì tứ cảnh? Đỉnh cấp của võ học kỹ nghệ, cái đó chỉ có người có cấp bậc võ thánh thì mới có thể làm được. Vốn tưởng rằng đây là dành tặng cho Lục Thánh một sân khấu, không nghĩ rằng vậy mà lại tạo ra một thường, một tướng tinh thần thoại của quân bộ đồng khu. Cậu ta thoát tắc vi sư, tiên tắc có thợ sừng thánh, mà cuộc thi đấu quân khu đông bộ đã kết thúc.